Đơn hàng hai món của bạn Khánh Ngọc đến từ thành phố Quy Nhơn. Món đầu tiên là bộ 48 miếng tiết cơ chấm tròn. Tiếp theo là túi đựng bút caro có dây đeo móc khóa. Liam cảm ơn bạn Khánh Ngọc đến từ thành phố Quy Nhơn đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 74k kể ship.